Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội thông tin, trong những tuần gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội tiếp tục ghi nhận giải rác các ca mắc sốt xuất huyết, trung bình từ 17 đến 24 ca trên một tuần. Tính từ đầu năm 2024 cho đến ngày 15 tháng 3, Hà Nội đã ghi nhận 513 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 3 lần so với cùng kỳ năm 2023. Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác nếu như bị mũi vằn có nhiều khoang trắng ở chân và lưng mang mầm bệnh đốt. Bệnh sốt xuất huyết có thể khiến cho người bệnh trở nên đau nhức, đặc biệt ở cơ và các khớp. Sốt xuất huyết dạng nhẹ có thể gây phát ban, sốt cao, dạng nặng thì có thể gây chảy máu, giảm huyết áp đột ngột và khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. Sốt xuất huyết là một bệnh lý phổ biến, có thể gây ra những biểu hiện lâm sàng đa dạng và có tỷ lệ diễn biến nặng cao, thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ 4 đến 10 ngày. Một số triệu chứng thường gặp khi mắc phải sốt xuất huyết như xuất hiện đột ngột sốt cao, người bệnh mệt mỏi rũ rượi, nhức đầu, đau sau hốc mắt, đau cơ, thường kèm theo đau họng, buồn nôn, nôn mửa và đau vùng thượng vị, tiêu chảy. Các triệu chứng xuất huyết có thể xảy ra dưới da, niêm mạc và nội tạng. Dấu hiệu xuất huyết dưới da được biểu hiện bởi các nốt xuất huyết giải rác hoặc chấm xuất xuất huyết thường thấy ở mặt trước hai cẳng chân và mặt trong cánh tay, bụng, đùi, mạn sườn hoặc mảng bầm tím dấu hiệu sốt xuất huyết niêm mạc được biểu hiện với các hiện tượng chảy máu mũi, lợi, đi tiểu ra máu, kinh nguyệt kéo dài hoặc xuất hiện kinh sớm hơn kỳ ạ Cùng lắng nghe những chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Vũ Quốc Đạt, phó trưởng khoa bệnh viện nhiệt đới và can thiệp giảm hại bệnh viện đại học y hà nội để hiểu rõ hơn về vấn đề này. Đối với cả bệnh sốt xuất huyết thì hiện nay người ta chia sốt xuất huyết ra làm ba cái giai đoạn chính. Giai đoạn đầu là giai đoạn sốt, thì bệnh nhân thường có các triệu chứng sốt cao đột ngột kèm theo bệnh nhân có đau mỏi người, đau cơ, đau quanh hốc mắt thì những cái triệu chứng này nó có thể kéo dài trong vòng 3 ngày. Thường thì bệnh nhân rất là lo lắng và thậm chí rất là sợ hãi bởi vì là sốt do sốt xuất huyết thì thường rất là cao, bệnh nhân có thể sốt tới 40 thậm chí là 41 độ và đa phần mọi người cảm thấy rất là nguy hiểm. Thì thực tế thì trong dòng giai đoạn sốt của sốt xuất huyết nó lại không nghiêm trọng như vậy bởi vì ở trong cái giai đoạn 2 của sốt xuất huyết là cái giai đoạn mà chúng tôi gọi là giai đoạn nguy hiểm thì sốt xuất huyết mới thực sự là là đáng ngại bởi vì trong giai đoạn 2 của sốt xuất huyết thường diễn ra từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy bệnh nhân sẽ có các cái biến chứng có thể xảy ra sau sốt xuất huyết trong đó bao gồm ví dụ như là bệnh nhân có thể xuất huyết bệnh nhân chảy máu ở da niêm mạc bệnh nhân có thể xuất hiện tình trạng suy các cái cơ quan các tạng trong cơ thể ví dụ như là suy gan ví dụ như là suy thận bệnh nhân có thể rối loạn ý thức hoặc là bệnh nhân có các cái triệu chứng nặng khác ví dụ như là sốc do sốt xuất huyết mà chúng tôi gọi là sốc đanh. Bệnh nhân có thể có tình trạng tụt huyết áp, bệnh nhân có thể tình trạng suy tuần hoàn và thường những cái trường hợp tử vong hay xảy ra trong cái giai đoạn nguy hiểm này của sốt xuất huyết. Và đến giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn hồi phục. thì sau cái giai đoạn à, à, nặng của sốt xuất huyết thì bệnh nhân bắt đầu hồi phục. thường từ thứ ngày thứ bảy trở đi bệnh nhân sẽ xuất hiện các triệu chứng ví dụ như phát ban, bệnh nhân có thể xuất hiện À, các cái triệu chứng bắt đầu thuyên giảm và khi đó thì đánh dấu cái giai đoạn bệnh nhân bắt đầu hồi phục. thì trong ba cái giai đoạn đó của sốt xuất huyết thì mặc dù đa phần à, mọi người thường hay sợ hãi trong giai đoạn đầu khi mà có sốt cao nhưng thực tế là cái giai đoạn nguy hiểm nhất của sốt xuất huyết mà chúng ta cần phải theo dõi đó là giai đoạn từ ngày thứ tư đến ngày thứ bảy của bệnh và trong cái giai đoạn đó mà để chúng ta có thể phát hiện sớm các cái dấu hiệu của sốt xuất huyết chúng ta cần phải lưu ý tới các cái dấu hiệu cảnh báo các cái dấu hiệu cảnh báo của sốt xuất huyết đanh nó tương đối là đơn giản và chúng ta có thể tự theo dõi được tại nhà. Tôi lấy ví dụ như là chúng ta xuất hiện cái tình trạng à đau tức hạ sườn phải, chúng ta có cái tình trạng tăng cảm giác đau ở bụng hoặc là chúng ta có xuất hiện các cái tình trạng về rối loạn ý thức, ví dụ như chúng ta chậm chạp, chúng ta lờ đờ hoặc là chúng ta có thể không đáp ứng một cách nhanh nhẹn với cả các kích thích ở xung quanh hoặc chúng ta xuất hiện các cái dấu hiệu của tình trạng chảy máu chảy máu ở đây phải đề cập tới cái tình trạng chảy máu ở da và niêm mạc à, đơn giản có thể là tình trạng chảy máu cam chảy máu chân răng à, hoặc là đối với trường hợp là phụ nữ có thể xuất hiện cái tình trạng à, à, kinh nguyệt kéo dài hoặc là số lượng kinh kéo dài thậm chí là kinh xuất hiện bất thường và trước kỳ kinh thì đấy là những cái dấu hiệu nguy hiểm mà chúng ta cần quan tâm và về mặt xét nghiệm thì chúng ta có thể thấy là chúng ta có cái dấu hiệu ví dụ như là tiểu cầu chúng ta giảm rất là nhanh hoặc các cái chỉ số huyết học khác ví dụ như hematocrit tăng nhanh thì đấy là những cái dấu hiệu cho chúng ta thấy là chúng ta đang có các cái dấu hiệu cảnh báo ngoài ra thì có những cái dấu hiệu cảnh báo khác nó không đặc hiệu cho sốt xuất huyết bởi vì nó có thể gặp ở trong rất nhiều các cái bệnh khác nhau ví dụ như chúng ta có nôn nhiều chúng ta có buồn nôn nhiều nhưng ở trong sốt xuất huyết đó cũng sẽ là những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta có nguy cơ tiến triển nặng. Sốt xuất huyết là bệnh diễn tiến rất khó lường, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và chưa có vaccine phòng bệnh. Rất nhiều bệnh nhân đến cơ sở y tế khám trong tình trạng sốt cao, khó thở, mê sảng và thậm chí là vật vã. Những bệnh nhân này nếu không được cấp cứu kịp thời có thể dẫn đến các tình trạng nguy hiểm như suy tim, suy thận, sốc do mất máu, xuất huyết não, tràn dịch mang phổi, hôn mê, thậm chí là tử vong đối với cả bệnh sốt xuất, xuất huyết nếu mà bệnh nhân à, tiến triển thành sốt xuất, xuất huyết đanh nặng thì có rất nhiều các biến chứng có thể xảy ra cho bệnh nhân. À, điều đầu tiên mà chúng ta cần phải đề cập tới đấy là tình trạng suy chức năng của các cơ quan. Các cơ quan ở đây liên quan tới sốt xuất, xuất huyết mà chúng ta thường hay gặp đó chính là tình trạng suy thận. Bệnh nhân có thể có suy gan, từ đó có thể dẫn tới bệnh nhân tử vong. Cái yếu tố nặng thứ hai ở trong bệnh sốt xuất, xuất huyết mà đôi khi chúng ta không để ý hoặc là chúng ta chưa nghe nói tới đấy là tình trạng thoát huyết tương thoát huyết tương là một cái tình trạng trong cơ thể của chúng ta các mạch máu của chúng ta không giữ được à, thể tích máu ở trong lòng mạch làm cho các cái thành phần của máu bao gồm các cái à, huyết tương nó sẽ dò dỉ ra bên ngoài và làm cho chúng ta không đủ khối lượng tuần hoàn dẫn tới là chúng ta bị sốc và cái biến chứng thứ ba mà chúng ta có thể thấy À, và cũng là một trong số các cái nguyên nhân làm cho bệnh nhân tử vong đấy chính là tình trạng xuất huyết thì bệnh nhân có thể xuất huyết ví dụ như là xuất huyết dạ dày bệnh nhân có thể chảy máu trong cơ bệnh nhân có thể xuất huyết bàng quang và có những trường hợp mà chúng tôi cũng đã gặp đấy là bệnh nhân có tình trạng xuất huyết não thì chảy máu cũng là một yếu tố nặng và có thể góp phần làm cho bệnh nhân tử vong. Vâng. À, trong bệnh cảnh của xuất xuất huyết thì người ta thấy rằng là cái nguyên nhân tử vong chính cho phần lớn bệnh nhân đấy chính là tình trạng thoát huyết tương và tình trạng chảy máu thì đây là hai cái nguyên nhân trực tiếp mà làm cho bệnh nhân sẽ tử vong thì đối với cả tình trạng thoát huyết tương thì chúng tôi thấy rằng là ở những cái trường hợp mà sốt huyết đanh có dấu hiệu cảnh báo thì họ sẽ có nguy cơ tiến triển thành sốt huyết đanh nặng và ở những bệnh nhân sốt huyết đanh nặng thì tỷ lệ tử vong nó có thể lên tới 20 hoặc thậm chí 30% đối với những cái trường hợp mà bệnh nhân kèm theo cái tình trạng ví dụ như suy tạng thì à, trung bình à, nếu mà bệnh nhân cứ có tổn thương một tạ thì cái tỷ lệ tử vong có thể tăng khoảng tầm 10%. Như vậy là ở những cái trường hợp bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nặng thì cái nguy cơ tử vong à, xảy ra là rất cao. Chính vì lý do đó nên chúng ta cần phải à, phát hiện và xử trí sớm để giúp cho bệnh nhân không bước vào cái tình trạng sốt xuất huyết tăng nặng. Để tích cực chủ động phòng bệnh sốt xuất huyết cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Người dân cần thực hiện thường xuyên các biện pháp phòng bệnh như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để muối không thể đẻ trứng. Hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa, dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa bình bông, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chăn chạn. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước như chai lọ, mảnh, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lưu vỡ lốp vỏ xe cũ hốc tre bẹ lá để không cho mũi đẻ trứng ngủ màn mặc quần áo dài phòng mũi đốt cả ban ngày tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch bệnh các chiến dịch diệt lăng quăng vệ sinh môi trường khi bị sốt thì nên đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị không tự ý điều trị tại nhà